Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá sầu riêng cập nhật sáng ngày 14 tháng 12, 2023, kênh ghi nhận giá đi ngang. Tại khu vực miền Tây, mốt sang kênh 180.000 đồng cho tới 190.000 đồng. Sáu hũ 140.000 đồng cho tới 150.000 đồng. Chuồng bò dao động trong khoảng 100.000 cho tới 110.000 đồng một ký. Ri sáo hàng đẹp 115.000 tới 120.000 đồng. Ri sáo mua xô dao động trong khoảng 105.000 tới 110.000 đồng. Sầu riêng Thái hàng đẹp 135.000 tới 140.000 đồng. Sầu riêng Thái mua xô có giá 120 tới 130. Ở khu vực miền Đông, ri sáo hàng đẹp dao động trong khoảng 114.000 tới 117.000 đồng. Ri sáo mua xô 105.000 tới 109.000. Sầu riêng Thái hàng đẹp 135.000 tới 138.000. Sầu riêng Thái mua xô 120 tới 130.000 đồng. Giá sầu tại các tỉnh Tây Nguyên: ri sáo hàng đẹp 114.000 tới 117.000 đồng một ký. Ri sáo mua xô 105.000 tới 109.000 đồng. Sầu riêng Thái hàng đẹp 135.000 tới 138.000 đồng. Sầu riêng Thái mua xô 120 tới 130.000 đồng. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.